Trong tháng 4 vừa qua, nhiều lô hàng rau xanh và thanh long của Việt Nam xuất sang Nhật Bản nhiễm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt giới hạn cho phép. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của nông sản Việt Nam. Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn vừa gửi văn bản tới các chi cục kiểm dịch thực vật, doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sang Nhật Bản và các tổ chức cá nhân liên quan về việc nước này tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm một số mặt hàng. Trong 4 tháng đầu năm nay, cơ quan chức năng của Nhật Bản đã kiểm tra và phát hiện nhiều lô nông sản của Việt Nam xuất khẩu nhiễm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt giới hạn cho phép như thanh long, rau xanh. Với vi phạm trên, phía Nhật Bản dự kiến áp lệnh kiểm tra 100% đối với sản phẩm của các công ty vi phạm và tăng cường kiểm tra chung với các mặt hàng cùng chủng loại từ Việt Nam.